Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Hunter Biden, đứa con đau khổ trong gia đình. Ông già là Biden khổ lắm, có thằng con trai trưởng nhưng mà nó dính líu không biết bao nhiêu cái vụ. Nhưng mà nó xảy ra trong cái thời ông làm tổng thống 2016 tới 2020. Vấn đề chính ở đây đó là công việc của Hunter Biden như thế nào, mà cái số tiền riêng ngày hôm nay họ ghi nhận trong phiên tòa ở Los Angeles đó, là trên 7 triệu Mỹ Kim lợi tức. 7 triệu Mỹ Kim lợi tức thì thiếu khoảng 1,4 triệu Mỹ Kim thì đã không nộp thuế. Thì đó là vấn đề mà ngày hôm nay ra tiếp tục hầu tòa. Đây là tòa liên bang ở Los Angeles thưa quý vị, và xử trong tiến trình lựa chọn bồi thẩm đoàn. Nhưng mà nếu mà bình thường một bác sĩ thiếu thuế, một luật sư thiếu thuế hay là một người nổi tiếng thiếu thuế đó, thì họ nộp phạt thôi. Tiền thuế trả lại 1,4 triệu cộng với tiền phạt vân vân, không có dẫn đến cái vụ mà tù tội. Thì trong trường hợp này đó, tòa liên bang ở Los Angeles họ cáo buộc Hunter Biden 9 tội, gồm 3 tội danh trọng tội trốn thuế, trốn thuế và khai thuế gian, cộng với 6 tội danh nhẹ. Trước đây thì ông không nhận tội. Thì với 9 tội này đó, trong đó có các tội nặng đó, thì liệu rằng có dẫn đến tù hay không? Và chắc chắn cái điều đó Hunter Biden không muốn. Bây giờ đã đồng ý, đã nộp lại số thuế thiếu 1,4 triệu cộng tiền lời rồi tiền phạt vân vân, nhiều thứ khác nữa. Thì hôm nay để tránh những cái hình ảnh mà không ai muốn nhìn thấy, và chắc chắn phiên tòa xử đó thưa quý vị, các hình ảnh này sẽ được giao cho cả thế giới nhìn thấy. Cho nên có phục một cách tốt nhất là chưa biết được trong việc mà nhận tội này, chưa có chi tiết nhận tội gì trong tố các tội nặng. Nhận tội cũng phải thông qua cái việc với công tố viên và quan tòa. Công tố viên phải nói chuyện với luật sư. Thực sự trong rất nhiều những cái vụ, chẳng hạn như quý vị nhớ cái vụ mà George Santos đó, cả 13 tội luôn, liên quan đến tội mà bòn rửa tiền, gây quỹ, rồi lấy xài tiêu pha phung phí. Nhưng mà cuối cùng y nhận có đâu 2 tội thôi, cả chục tội nhưng mà nhận có 2 tội nhẹ. Nhưng mà 2 tội đó không cũng đủ cho y vào tù ít nhất là 2 năm. Nhưng mà riêng với cái tội trốn thuế này, không phải là lừa đảo tiền bạc, nhưng mà trong đó có vấn đề khai gian trốn thuế nữa, cũng là tội hình đó. Thì không biết được là có phải vô tù hay là tìm cách thương lượng. Thì chắc chắn luật sư giỏi họ sẽ tìm cách thương lượng, và phía công tố cũng không muốn kéo dài cái vụ kiện này xa hơn nữa. Thì họ đồng ý trong đó có thể không ở tù, nhưng mà ngược lại đó phục vụ cộng đồng, làm những công việc cộng đồng, rồi bị quản thúc rồi vân vân, nhiều thứ khác nữa. Mọi người đang chờ đợi xem coi cái chi tiết của cái việc nhận tội này như thế nào. Và thưa quý vị, mới đây thì tờ Forbes họ ghi nhận là họ ước tính ông Trump đã mất đi gần một nửa số tài sản. Bây giờ tài sản của ông Trump cộng lại chỉ có gần 4 tỷ thôi, chính xác là 3.9 tỷ thưa quý vị. Mà nguyên nhân chính cái khối tài sản bị mất đi là cái giá cổ phiếu của công ty Trump Media and Technology Group, là công ty mẹ của Truth Social đó, bị rớt giá quá thê thảm. Thì đây là cái ước tính của Forbes vào hồi tháng 5, lúc mà giống như là cái Truth Social của ông Trump đó nó đang lên cao nhất. Quý vị cũng nhớ là khi mà vào tháng 3 Truth Social của ông Trump chính thức bán được cổ phiếu IPO đó, thì nó lên cao rồi, rất cao, khi người ta đang ở trong một cái hype là ông Trump đã ra các mạng xã hội sẽ giống như là đấu lại Facebook vân vân. Và đến tháng 7 thì ông bị cái vụ ám sát Hùng, thì cái hype này nó lại tăng thêm một lần nữa, nó đẩy cái giá cổ phiếu của ông lên quá nhiều. Thì ông Trump hiện nay đang nắm giữ 60% cổ phần của Trump Media and Technology Group, thưa quý vị. Cho nên khi mà giá cổ phiếu nó tăng thì ông là người hưởng lợi nhất, nhưng mà khi nó xuống thì ông cũng là người mà sẽ chịu lỗ nhiều nhất. Thì thế nhưng cái hype mà của cái vụ ám sát Hùng đó nó không có kéo dài lâu, khi mà chỉ vừa mới sau đó khoảng chừng đâu có 10 ngày ông Biden chính thức tuyên bố là ông ngừng tranh cử, thì cái vị thế của phía đảng Dân Chủ bà Kamala lại lên cao, thì khiến cho những cái người mà lúc đó đó họ cảm thấy có thể là đảng Dân Chủ chuẩn bị thắng hay sao đó, họ lại đổ nhau, họ đi bán cổ phiếu của Truth Social, cho nên giá cổ phiếu nó tụt từ từ. Và tính cho đến từ sau tháng 7 cho đến bây giờ, thưa quý vị, giá cổ phiếu của Truth Social Media của ông Trump mất 51%. Cho nên chính vì mất nhiều như vậy, thay vì cái tài sản mà lúc mà giá cổ phiếu cao nhất đó ở cái đỉnh thì tài sản của ông có gần 8 tỷ thì bây giờ nó rớt xuống mất một nửa luôn, bây giờ còn có 3.9 tỷ thôi. Thì cái một thêm cái nguyên nhân chính nữa mà bây giờ Forbes họ nhận định đó là tại vì những cái người Truth Social Media của ông Trump đó operate dựa vào những người mà ủng hộ cho ông Trump trung thành nhất, đó là những cái người đem tiền đến, nhưng mà đa số là chỉ những người đó thôi. Còn những cái người trung dung đó thì có thể họ vẫn chưa mở tài khoản, mà bởi vì cái số người thật sự ra ủng hộ cho ông Trump mà core base đó, thì vẫn không có đủ nhiều để mà cái mạng xã hội của ông có thể generate tiền từ các công ty quảng cáo. Và thứ hai nữa, họ ghi nhận là những cái công ty mà place quảng cáo ở trên Truth Social đó thì là những cái công ty mà nó gây ra tranh cãi, có nhiều người không có thích, chẳng hạn như cái công ty mà chuyên sản xuất cái loại thuốc mà vaccine cho ngựa Ivermectin, thưa quý vị, mà lúc thời đại dịch bị một số những cái kẻ điên khùng đó kêu là đây là cái loại thuốc có thể ngừa được Covid, cho nên là bây giờ cái loại thuốc Ivermectin này bị giống như là người ta có ác cảm. Và thứ hai nữa là chẳng hạn như ở trên Truth Social, những cái công ty bỏ quảng cáo là những cái dating site, dịch vụ tìm kiếm bạn trai bạn gái, nhưng mà họ lại nói là ồ, những cái trang web kia đó là của những cái người LGBTQ này nọ, bây giờ họ ra những cái trang web dành cho những người bảo thủ, là những cái nơi đàng hoàng, thì giống như họ đi về một cái hướng quá extreme, nhiều người không thích. Và những cái quảng cáo của công ty như là MyPillow của cái ông chủ mà ủng hộ ông Trump đó, thì quý vị thấy là nó không có một cái sự đa dạng ở đó, mà chỉ những cái công ty mà support ông Trump hoàn toàn và họ mang cái hơi hướng là quá bảo thủ, bị nhiều người có thành kiến nhiều hơn là thích, cho nên là cái tiền quảng cáo nó không có đủ. Mà ngược lại bây giờ Forbes họ ghi nhận đó là Truth Social operate với cái dạng là cứ mỗi 3 tháng là bị lỗ, chứ không có bù được tiền, mà còn chứ đừng có nói lợi nhuận. Tại vì chính theo cái báo cáo từ Trump Media Group nộp cho SEC đó, là mới 3 tháng vừa qua đó, Truth Social bị lỗ mất 16.4 triệu, thưa quý vị. Cái mặt trái của cái sự thành công đặc biệt trong chính trị là như thế, thưa quý vị. Và đặc biệt ở chính trị đó là tôi ủng hộ ông Trump dữ lắm, nhưng mà khi mua sản phẩm của Trump, đóng góp tiền gây quỹ, không ai đóng hết. Đó là một cái vấn nạn. Bên phía ủy ban tranh cử gây quỹ của Đảng Cộng Hòa đang gặp khó khăn. Họ trong thời gian qua đó, họ gây quỹ thua bên phía Kamala Harris rất nhiều. Mà khổ đó, Truth Social là ông Trump đứng ra không có bỏ đồng vốn nào hết, chỉ lấy tên của mình thôi, Donald Trump thôi, là lập ra cái Truth Social này. Đằng sau ông là những nhà tỷ phú khác bỏ vốn ra để lập ra, mà điều hành cả một cái trang mạng nó tốn kém lắm, thưa quý vị. Phải có nhân viên nè, phải có bảo mật nè, phải có cái hệ thống server nhiều lắm, cho nên chi phí hàng tháng rất nhiều. Thì lấy cái tiền gì để mà trả cho nhân viên mà không có quảng cáo? Mà cái khổ đó, trong thời gian qua đó, nếu mà ông chỉ sử dụng Truth Social của mình thôi, đừng có xuất hiện ở nơi khác đó, thì có thể hỗ trợ một phần. Đằng này, khi mà Elon Musk tuyên bố ủng hộ ông Trump, Elon Musk rất là khôn, đã sử dụng trang mạng X của mình Và vì thế những người ủng hộ thành viên bên MAGA và bên Truth Social đó, họ chạy qua bên X. Tại vì Elon Musk hấp dẫn, họ cũng là thành viên của X luôn. Nhưng mà thay vì vào trong Truth Social xem, mỗi một ngày có thể là 500.000 view, một lần ông Trump ông nhắn lên có thể 500.000 view, thì Elon Musk nhắn lên cùng với sự xuất hiện của ông Trump. Ông Trump lại sự quay trở lại mạng X, mà trước đây đã Twitter đã ngăn chặn ông, không cho ông lên. Chúng tôi tiếp tục với các đề tài này ngay sau phần quảng cáo.